Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là cuối tuần ngày thứ bảy rồi. Và ngày hôm qua đó là cái ngày đầu tiên trong vòng 7 năm qua thì làm YouTube mà cái máy laptop của Thuần gặp vấn đề. Nhưng mà mọi thứ đã ổn rồi các bạn. Hôm nay tôi sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn. Cùng với những cái thông tin nổi bật mà Thuần không có cơ hội để mà chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm qua. Và ngày mai đó là cuối tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ bảy. Thuần sẽ nghỉ ngơi một ngày cho nên sẽ không có video. tôi sẽ cố gắng chia sẻ hết trong video này và chúng ta lại thấy được hôm nay đó là một ngày mà cũng cực kỳ sôi động chúng ta có thể nhìn thấy giá của BTC đó thì cách đây khoảng chừng là 7 tấm tiếng đồng hồ đã đạt đến mới các bạn lên tới cái mức là 70.206 đô cao hơn cái đỉnh cũ đó cách đây khoảng chừng vài ngày ở mức là 69.300 đô nhưng mà cũng tương tự đó chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà đạt cái đỉnh mới đó thì chúng ta cũng có một cái đợt giảm giá nhanh nhưng mà sau đó hụt phục rất là nhanh nó cũng tương tự như chúng ta đã từng nhìn thấy ở cái mức là 69.000 đô nhưng mà mọi thứ đó diễn ra nhanh hơn các bạn tại vì chúng ta đang nhìn vào biểu đồ của nến giờ đó thì các bạn hãy nhớ là khi đạt tới cái mức là 69.300 đô vào ngày 5 tháng 3 đó thì chúng ta nhìn thấy được là vài tiếng sau giá đã đi trở xuống cái mức là 50 59.300 đô rồi sau đó ngày hôm sau lại trả trở về cái mức là 67.600 đô. Hôm nay đó sau khi đặt lên mới thì trong vòng chỉ có là 2 giờ đồng hồ thôi các bạn giá đã lên tới cái mức là 70.210 đô và xuống tới cái mức là 66.195. Hiện bây giờ là chúng ta mức là 68.267 ở thời điểm hiện tại. Nó diễn ra nhanh hơn các bạn nhưng mà chúng ta được là trong cái thời gian này đó thì có nhiều người bị thanh lý hay là không tại vì chúng ta đã biết là cái lý do chính dẫn đến có cái sự giảm giá nhanh. Cách đây vài ngày đó chính là liên quan đến cái số lượng lệnh tảng bậy quá nhiều. Lần này đó thì không hẳn đâu các bạn, chúng ta chỉ có thể thấy có một số người họ chốt lời hay là có một số người họ đã để sẵn cái lệnh bán khi mà giá Bitcoin đạt đỉnh mới và chúng ta đã thấy được là giá vỡ ngay lập tức. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái số lượng lệnh mà bị thanh lý ngày hôm nay đó thì tổng cộng 24 giờ qua là 310 triệu được không có nhiều. Các bạn đã nhớ là nếu chúng ta nói tới nhiều đó trong vòng 24 giờ con số này nó phải lên tới là khoảng hơn 1 tỷ. Thì hôm nay không phải một ngày mà có nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý đâu chúng ta có thể nhìn thấy bên dưới này đó khi các bạn uh, zoom vào và các bạn đổi thành cây nến mỗi một giờ đó thì các bạn cũng không có thấy những cái ngọn nến nào gọi là cao đâu các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là những cái lúc như thế này. Giống như là ngày 5 tháng 3 đó chúng ta có một cây ngọn nến màu xanh rất là cao có nghĩa là có nhiều lệnh long bị thanh lý và màu đỏ lệnh short hôm nay đó với sự giao động này chúng ta cũng không có thấy có cái thanh nào cao hết các bạn cho nên hôm nay không phải là một ngày mà có nhiều lệnh đồng bảy bị thanh lý nhưng mà chúng ta thấy được sự giao động đó tuy là có nhưng mà nó không phải là nhiều như chúng ta đã từng chứng kiến cách đây vài ngày và một điều nữa đó tối ngày hôm qua chúng ta cũng đã thấy một hiện tượng đó chính là công ty Tether tiếp tục in thêm các bạn lại có thêm một tỷ đô la USDT được in ra bởi Tether và các bạn có đã biết qua điểm mua thuận rồi miễn là Tether còn in thì chúng ta còn an tâm các bạn Tại vì chỉ khi nào mà Tether ngưng in một thời gian Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu lo lắng mà thôi Và sau khi chia sẻ thông tin này vào khoảng chừng là 1 giờ sáng ngày hôm qua Chúng ta thấy được hôm nay đây giá cũng rất là tốt Hiện bây giờ đó chúng ta hãy nhìn vào cái số lượng lệnh đòn bẩy đang mở bây giờ có nhiều hay là không Thì đây là cái biểu đồ ở trên crypto coin các bạn Trong thời gian là một tháng qua thì cái đường màu xanh dương trên màn hình Đại diện cho cái số lượng lệnh đòn bẩy đang mở Thì các bạn đang nhìn thấy được là có một cái sự điều chỉnh khá là sâu ở trong cái biểu đồ này đó chính là vào ngày 5 tháng 3 các bạn lúc đó chúng ta có nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý hơn cả tỷ đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý trong vòng 24 giờ dẫn đến là chúng ta thấy có rất nhiều lệnh bị đóng lại nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là sau đó đó thì lệnh đòn bẩy cũng thật sự đã có cái sự tăng trưởng trở lại đó là điều chúng ta nhìn thấy được có nghĩa là sau khi mà có cái sự thanh lý lớn đó thì lại có nhiều lệnh đòn bẩy lại xuất hiện nhưng mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm đòn bẩy sử dụng thì vẫn thấp bây giờ có nghĩa là bây giờ đó cái số lượng lệnh tăng nhưng mà cái phần trăm đòn bảy đó thì sử dụng đang rất là thấp, không phải là nhiều người sử dụng giống như là nhân 50 hay 100 các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái chỉ số này. Khi mà chúng ta thấy được là cái số lệnh đòn bảy mà tăng nhanh cũng như là các phần trăm đòn bảy sử dụng tăng nhanh đó, thì chúng ta sẽ có những cái ngày rất là dao động. Như là chúng ta đã từng chứng kiến cách đây vài ngày các bạn khi mà có nhiều lệnh bị thanh lý. Còn về tổng thị trường crypto đó thì các bạn thấy được là vốn hóa hôm nay đã tăng 1.7%. Chúng ta đã hơn 2,7 nghìn tỷ ở thời điểm hiện tại rồi các bạn. Bitcoin đó hôm nay tăng 1.5%. Những cái đồng lớn khác đó thì cũng không có tăng trưởng nhiều các bạn. Chúng ta có BNB tăng 2.8%. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là Ether đó tuy hôm nay không có tăng nhiều mà hôm nay đã đứng như một chỗ chúng ta vẫn đang có Ethereum hơn 3.900 đô la các bạn và trong vòng một tuần qua đã tăng 13% rồi. Một tuần qua là một tuần mà cũng rất là tốt cho nhiều nhiều những cái uh, all coin lớn các bạn Chúng ta thấy được là BNB cũng tăng 18% uh, Solana cũng tăng 12% Nhưng mà những cái mà tăng nhiều hơn đó Ngoại trừ Bitcoin ra Chúng ta thấy được là chúng ta có rất nhiều Những đồng meme coin tiếp tục tăng trưởng Các bạn thấy được khi mà nhìn vào crypto bubble đó Trong vòng một uh, ngày qua Thì chúng ta thấy là 50-50 50%, 50, 50 all coin tăng 50% all coin không có tăng Và những cái all coin tăng này, Chúng ta tiếp tục thấy Phần trăm lớn là nghiêng về Giống như là Floki Pepe WIF Shiba Inu Bond Những cái đồng all coin trong hệ meme coin các bạn tăng rất là nhiều thì nhiều bạn cũng hỏi là tại sao thì cũng đơn giản thôi chúng ta cũng thấy được là giá của BTC tăng trưởng sẽ khiến cho nhiều người mới quan tâm nhiều hơn các bạn và nhiều người mới đấy khi họ thấy giá của BTC tăng trưởng rồi họ vào Coinbase, xong vào Binance rồi họ thấy là wow BTC bây giờ đó một đồng đã là 68 69 ngàn đô rồi thì 5 ngàn đô không mua được bao nhiêu trong khi mà họ có thể là dùng số tiền đó mua những cái đồng meme coin này cái giá rất là rẻ các bạn họ sẽ nhìn vào cái giá của từ token. Cái này là một trong những cái mà Thùng cũng đã từng chia sẻ với các bạn, nó không có hợp lý nhưng mà nhiều người mới đó thì họ chỉ thích nhìn vào cái giá từng token mà thôi chứ họ không có so sánh vốn hóa các bạn. Họ sẽ nghĩ là wow, Bitcoin đã 68.000 đô, Ether 3.900 đô, BNB 485 đô, Solana 146 đô. Ồ, oh, khi chúng ta đi xuống hàng này ra thì cái này cái gì vậy? Hàng thứ 10 chỉ có 16 cent thôi. Dogecoin Shiba Inu chỉ có 0.00003636 mà thôi. Thì họ nghĩ là nếu như mà họ mua 1 triệu token Shiba Inu khi mà Shiba Inu đạt được một đô la họ đã trở thành triệu phú rồi. Cái này nó không có lo chứ các bạn. Tại vì các bạn phải nghĩ đến là nếu như mà Shiba Inu một đô la thì các bạn phải nhân lên tổng cái số đồng thì vốn hóa phải cao như thế nào nhưng mà đó thật sự là tâm lý của rất là nhiều người hiện tại các bạn và đối với lại BTC đó thì vẫn tăng trưởng trong cái đợt này Kỳ này đó thường cảm thấy được là cái dòng tiền nó đã thay đổi rồi các bạn. Lần này thật sự đã thay đổi. Tại vì chúng ta đã nhớ trước đây ra những chu kỳ trước đó là tiền vào Bitcoin trước. Thì bây giờ tiền cũng vào BTC nhưng mà trước đây đó thì tiền nhờ BDC sau đó là đến những cái altcoin nền tảng lớn giống như Ethereum, BNB, Solana rồi sau đó mới đến những cái nền tảng nhỏ hơn giống như là hạng từ 20 tới 50 rồi sau đó mới đến những cái altcoin các bạn nhưng mà đợt này đây chúng ta nhìn thấy được là hầu như Bitcoin tăng rồi sau đó là những cái đồng miêm khôi tăng luôn. Tại vì sao thì tôi nghĩ là có một lý do, đó chính là chúng ta có Bitcoin Spot ETF. Khi mà chúng ta có Bitcoin Spot ETF á, thì rất là nhiều người mới bây giờ họ mua thông qua sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì khi mà họ mua đó, họ sẽ không có nhìn cái mức giá Bitcoin là 68.217 mà họ sẽ nhìn vào một cổ phần của BlackRock là bao nhiêu tiền các bạn Giống như chúng ta nhìn vào cổ phần IBIT đi Có nghĩa là cái quỹ Bitcoin ETF của họ đó Thì hiện bây giờ một cổ phần là 39 đô 26 cent Thì họ cứ nghĩ là họ có 1.000 đô mua được bao nhiêu cổ phần Thì họ vẫn thấy được là cái này nó hợp lý Tuy là tất cả nó đều giống như tương tự như nhau các bạn Họ lấy 1.000 đô đó họ đi mua Bitcoin đó Thì họ cũng có số lượng Bitcoin tương đương Nhưng mà khi các bạn lấy 1.000 đô mua Bitcoin Các bạn sẽ thấy các bạn có là 0.00 mấy Bitcoin Thì nó không có cảm thấy là nhiều nhưng mà khi mua cổ phần đó thì họ sẽ cảm thấy là, là họ mua được nhiều hơn. Cho dù các bạn thấy cái suy nghĩ này không có logic. Và ngược lại chúng ta nhìn thấy là những cái người mới khác đó thì họ lại muốn đi mua mìm khôi vì lý do thằng Dược chia sẻ. Cái này thường đã chia sẻ với các bạn rồi. Nhưng mà có rất là nhiều bạn thắc mắc tại sao chúng ta nhìn thấy bitcoin tăng. Rồi sau đó những cái mìm khôi tăng thường muốn nhắc lại để các bạn nhớ. Và chúng ta có thể nhìn vào tình hình chung của thị trường ra sao trước khi mà nói tới những tin tức chi tiết liên quan đến crypto thì các bạn nhìn thấy hôm nay đó là một ngày mà đỏ hôm qua rất là xanh các bạn nhưng mà hôm nay đó chúng ta nhìn thấy được là có một sự điều chỉnh cũng không gì đáng kể đâu tại vì ngày hôm qua chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq đó đã chạm cái mức mới trước khi mà có sự điều chỉnh nhỏ ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là chỉ số Nasdaq hôm nay giảm 116%, chỉ số S&P 500 đó giảm 0.65 và Dow Jones giảm 0.18% chúng ta đương nhiên không có free market hôm nay là thứ sáu ngày mai là cuối tuần sẽ không có thị trường chứng khoán chúng ta cũng sẽ không có giao dịch bitcoin smart etf nhưng mà chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì vẫn ở mức rất là cao các bạn có thể nói đây là cái mức mà cao nhất chúng ta từng thấy là 2.186 đô cho một ounce vàng còn về dầu thì sao các bạn dầu đó thì đã ngủ là một chút xíu vẫn trong cái phạm vi chúng ta đã biết trong những cái năm qua các bạn từ 70 đến 80. Bây giờ dầu đó là mức là 77 đô 85 cent cho một thùng dầu. Chúng ta rất là quan tâm đến cái mức giá dầu là bao nhiêu tại vì đó cũng là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là lạm phát có trở lại hay là không. Có rất nhiều bạn hỏi thường là trong cái đợt tăng trưởng này đó chúng ta có khả năng thấy những thiên nga đen gì giống như là có sự kiện gì mà nhiều người không ngờ đến có thể xảy ra và thuận cũng suy nghĩ về vấn đề này các bạn đương nhiên khi mà nói tới thiên nga đen thì sẽ không ai biết đâu các bạn nếu như mà người ta đã nghĩ đến thì sẽ không có thiên nga đen giống như chúng ta đã từng thấy vào tháng 3 của năm 2020 khi mà có đại dịch xảy ra thì tất cả những cái tài sản chứng khoán hay chúng ta nói tới vàng hay là bất động sản hay là chúng ta nói tới uh, bitcoin crypto đều có cái sự điều chỉnh hết thì chúng ta hãy nghĩ đến một trong những điều mà ít người nói đến bây giờ đó chính là lạm phát trở lại các bạn chúng ta đều nói đến là khi nào fed mới giảm phần trăm lãi suất cái đó là cái đề tài chính được nói đến rất nhiều bây giờ ít ai nghĩ đến là fed có khả năng là tăng lãi suất hay là fed dự lãi suất ở đây cả năm nay luôn thì đó có thể là một cái gì đó bất ngờ cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến cái chỉ số dầu ra sao tại vì khi mà cái chỉ số dầu tăng lên thì đó cũng là một dấu hiệu không phải một trăm phần trăm nhưng mà cũng là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy được là có khả năng là cái nguồn cầu đã trở lại cho thị trường các bạn và dẫn đến là cái nhu cầu thu mua tăng lên khi mà chúng ta biết là giá dầu tăng đó sẽ dẫn đến nhiều mặt hàng tăng tại vì dầu không những là các bạn dùng để mà đổ xăng mà dầu đó dùng để mà vận chuyển nữa các bạn khi mà vận chuyển bị tăng giá thì hàng hóa cũng có thể bị tăng giá luôn cho nên à, thường thường hay quan tâm đến chỉ số dầu là như vậy chúng ta cũng biết là trong cái tuần này đó thì uh, chủ tịch john paul đã đến quốc hội hai lần một lần là ở hạ viện một lần là ở thượng viện và cái đề tài được nói rất là nhiều đó chính là lãi suất khi nào lãi suất mới được giảm thì chúng ta đã nhớ là ở hạ viện đó, ông chỉ nói chung chung mà thôi nói là khả năng là giảm năm nay khi nào thì vẫn chưa có biết chúng tôi cần thêm thông tin những cái chúng ta đã biết rồi hôm nay đó chúng ta đã nhận được là cái tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng lên 3.9% phần trăm cao hơn ước tính là 3 trăm các bạn và chúng ta cũng đã biết là ngày hôm qua đó chủ tịch John Powell cũng đã nói cái điều tương tự ở thượng viện ông nói đó là cái ngày mà Fed giảm lãi suất đã không còn xa nữa chúng tôi đang chờ đợi để có thêm tự tin là lạm phát đang diễn biến ổn định ở mức là 2% khi mà chúng tôi có được cái sự tự tin đó và tôi nghĩ không còn xa nữa lúc đó sẽ phù hợp để bắt đầu giảm bớt cái mức độ thắt chặt thì điều mà các bạn nên lưu ý đây đó, trong lời nói của ông đó chính là hai điều thứ nhất là ông đã từng nhắc nét lại nhiều lần là không cần lạm phát ở mức 2% mới bắt đầu giảm lãi suất chỉ cần lạm phát ở đâu đó trong phạm vi 2% là được 2. chấm mấy thì không nói các bạn có đây là 2.5, 2.6, 2.7 chúng ta không biết miễn là ông cảm thấy là phần trăm lạm phát ở cái mức là xoay quanh 2% đã đủ rồi không cần phải chờ đợi thêm thứ nhì nữa là ông nói cái chữ bắt đầu các bạn có nghĩa là chúng ta cũng biết là chúng ta đã coi như là kết thúc cái chu kỳ tăng trưởng lãi suất rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái chu kỳ giảm lãi suất không phải là giảm một lần hai lần mà đây sẽ là một cái chu kỳ giảm lãi suất đó là cái suy nghĩ xu hướng của chủ tịch John Powell hiện tại và ngày hôm nay đó kết hợp với thông tin là phần trăm thất nghiệp Hoa Kỳ đã tăng lên 3.9% nó có thay đổi gì hay là không các bạn tính căn bản đó thì cũng không đâu tại vì chúng ta tuy là biết ước tính là 3.7% tại vì cái ước tính này đó là dựa vào cái số lượng việc làm mới thì hôm nay đó cái thông tin ở Hoa Kỳ là việc làm mới đó thực sự là cao hơn ước tính các bạn ở mức là 275 ngàn việc làm nhưng mà cái số lượng người mà không có việc làm đã bị sa thải cũng cao dẫn đến phần trăm thất nghiệp ta tăng cho lên 3.9% và chúng ta cũng đã từng nhìn thấy phần trăm thất nghiệp này cách đây cũng không lâu để thường cho các bạn thấy được là bên dưới này đã chúng ta zoom vào phần trăm thất nghiệp 3.9% chúng ta đã từng thấy vào tháng 10 của năm ngoái rồi các bạn sau đó đó thì chúng ta thấy được là giảm xuống còn 3.7 khoảng chừng là 3 tháng hôm nay là tăng người cho lên 3.9 và lúc đó nó nhiều người rất là lo lắng tại vì các bạn thấy là 3.9 thì cũng rất là thấp trong lịch sử của Hoa Kỳ và cái mức này đã vẫn thấp hơn cái mức mà Fed ấn định các bạn. Tại vì John Powell nói là chỉ khi nào phần trong thất nghiệp lên tới cái mức là khoảng 4.1 thì ông mới lo lắng mà thôi. 3.9 không có cách 4.1 quá xa rồi các bạn. Nhất là chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng từ cái tháng vừa rồi tới bây giờ là 3.7 thành 3.9. Nếu như cái đà này đó thì tháng sau có thể là mức 4.1 và Fed sẽ bắt đầu lo lắng các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là cái số lượng việc làm mới đó thì tuy là có nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào cái biểu đồ này. Đây là biểu đồ đó cho chúng ta nhìn thấy được là việc làm mới nó nằm trong những cái ngành nào thì các bạn thấy là rất rõ ràng cái ngành mà có nhiều việc làm mới nhất đó chính là liên quan đến chăm sóc sức khỏe như là các bạn làm việc cho những cái bệnh viện kế đó là các bạn thấy được là ngành du lịch kế đó nữa là chúng ta thấy được là chính là chính phủ Hoa Kỳ ba cái ngành này làm việc cho chính phủ, làm việc cho bệnh viện, làm việc cho à, những cái khu vui chơi là ba cái nơi mà mướn người nhiều nhất hiện tại các bạn và phần lớn những cái khác đó thì rất là thấp thậm chí chúng ta có à, những cái giống như là sản xuất đó thì lại giảm đi 4 000 việc làm khi mà phần lớn việc làm đã dồn vào chỉ một số lượng nhỏ ngành mà thôi thì đó là một dấu hiệu nền kinh tế đã không được ổn nói chung các bạn. Tại vì nếu như không đó, thì chúng ta đều là cái sự phân phối nó sẽ cân bằng hơn các bạn. Bây giờ thì không phải thì chúng ta tiếp tục xem coi là những cái thông tin này có khiến cho 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 có thay đổi gì hay là không cho bây giờ ra thì vẫn chưa Tại vì nó vẫn dưới cái phần trăm mà ông nghĩ là ông nên lo lắng có nghĩa là 4.1 phần trăm và chúng ta biết là cho 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 cái sự giảm lãi suất rồi khi nào đó thì uh, tùy theo các bạn hỏi ai các bạn thấy được là phần lớn đó thì uh, mọi người đều nghĩ là hè năm nay trong tháng 6 tháng 7 có nghĩa là chúng ta còn hai cuộc họp nữa cuộc họp tháng 3 trong tháng này đó sẽ không có giảm lãi suất nào hết cuộc họp tháng 5 sẽ không có giảm lãi suất và chúng ta phải đợi tới tháng 6 hoặc tháng 7 và CD Group ngân hàng CD ngày hôm nay đã nói là khả năng cao là Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và kỳ vọng bây giờ đã vẫn là cắt giảm lãi suất 3 lần từ đây đến cuối năm các bạn và chúng ta thấy một Điều khác đã được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell mà cũng không làm cho nhiều người bất ngờ đâu tại vì ông chỉ khẳng định lại mà thôi đó chính là Hiện bây giờ đã phép không có bất cứ một cái kế hoạch nào để mà phát hành CBDC, nghĩa là một cái tiền được số quốc gia hết. Và nếu như mà muốn có một cái CBDC ở Hoa Kỳ đó, thì quốc hội phải thông qua luật. Ông chỉ nhấn mạnh là điều đó mà thôi và có hai lý do các bạn. Thứ nhất là chúng ta thấy được đang có một cái phong trào chống lại CBDC từ nhiều thống đốc, nhiều tiểu bang, nhiều nơi, nhiều cái doanh nghiệp. Họ cũng đang lên tiếng chống đối lại CBDC tại vì họ nghĩ CBDC là một công cụ mà có thể dùng để mà quản lý tài chính của người dân. Thứ hai nữa đó là CBDC nó sẽ hoạt động như thế nào tôi cảm thấy là nhiều người đó thì nói là wow Hoa Kỳ bây giờ vẫn chưa có CBDC sao mà chậm quá sao mà dở quá nước này chưa có, nước kia chưa có CBDC nhưng mà thật ra các bạn nên hiểu là phát hành một cái token nó không có khó một dự án còn phát hành được thì bạn nghĩ sao mà một quốc gia như là Hoa Kỳ không thể tạo ra một CBDC. Cái vấn đề đó không phải là tạo ra CBDC mà cái vấn đề là cái cbc đó sẽ hoạt động như thế nào. Một tiền, được số quốc gia sẽ làm mọi thứ nó khác rất là nhiều. Các bạn nên biết là hệ thống bây giờ đó của hầu hết quốc gia là các bạn sẽ để tiền vào ngân hàng, các bạn vay mượn ngân hàng. Ngân hàng là cái đơn vị trung gian. giữa các bạn và ngân hàng trung ương chứ các bạn đâu có gửi tiền trực tiếp vào ngân hàng trung ương đâu. ở hoa kỳ cũng vậy các bạn đâu có gửi tiền trực tiếp tới fed đâu nhưng mà CBDC sẽ là một cái tiền kỹ thuật số mà được lưu trữ bởi Fed hiện tại thì nếu như mà đã được lưu trữ bởi Fed thì có lý do gì để nạp đồng CBDC đó vào ngân hàng thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó sẽ khác đi rất là nhiều các bạn và ngân hàng nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào có rất nhiều câu hỏi chưa có câu giải đáp hiện tại cho nên rất nhiều quốc gia các bạn ngay cả những quốc gia như là Trung Quốc đó, họ đã nghiên cứu biết bao nhiêu năm nay tới bây giờ vẫn còn đang nghiên cứu các bạn và họ chỉ thử nghiệm ở một số nơi nhỏ mà thôi. Và các bạn cũng đang nhớ Thuần chia sẻ là còn có vấn đề di chuyển xuyên quốc gia như thế nào. Các bạn nên biết là lòng CBDC này sẽ được sử dụng bởi những người dân bình thường giống như là thuần làm việc với các bạn ở một quốc gia khác thì thuần sử dụng mạng lưới riêng ở Hoa Kỳ để mà gửi tiền cửa số quốc gia thì các bạn làm sao nhận không để nói các bạn là phải tạo ví rồi các bạn phải KYC rồi mới nhận được tiền thì nó rất là phiền phức các bạn cần phải có một giải pháp gì đó và những giải pháp bây giờ được nói đến là phần lớn nghiêng về là sẽ có một cái hệ thống nào đó mà được sử dụng chung bởi rất nhiều quốc gia và những quốc gia đó họ sẽ có những cái rap token các bạn và dùng cái hệ thống đó như là cái cầu nối đó có thể là một cái mạng lưới phi tập trung như là Ethereum thì nó sẽ được nhiều người tin tưởng hơn chúng ta vẫn không biết giải quyết tốt nhất là như thế nào cho nên bây giờ đó, chúng ta vẫn chưa có thấy CBDC thực sự hoạt động được ngoài trừ những nơi nhỏ mà thôi các bạn đang thử nghiệm và những quốc gia mà gấp rút để mà đưa ra CBDC giống như là chúng ta nói tới đồng Petro của Venezuela đó thì cũng đã thất bại rồi các bạn đã biết họ đã ngưng không có tiếp tục hỗ trợ đồng đó nữa và điều này đó lại dẫn đến một cái xu hướng khác đó chính là chúng ta thấy là một số gia bây giờ đó họ nói là ok CBDC cho người dân nó có thể là cần rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu làm sao hoạt động mà không ảnh hưởng đến ngân hàng làm sao có thể hoạt động mà không có làm ảnh hưởng đến người dân nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu từ CBDC bán sĩ hay là wholesale CBDC các bạn nghĩa là đây là một cái tiền kỹ thuật số quốc gia được sử dụng bởi những cái doanh nghiệp mà thôi và có thể là giữa doanh nghiệp và ngân hàng trung ương giữa ngân hàng và ngân hàng trung ương các bạn thì chúng ta thấy được là đây là cái xu hướng của những quốc gia như là Philippines hay là Hong Kong các bạn đây là những quốc gia mà họ bắt đầu thử nghiệm những cái CBDC bán sĩ có nghĩa là cho doanh nghiệp sử dụng nó sẽ như thế nào đây là cái thông tin liên quan tới CBDC mà tôi muốn gửi đến cho các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình của Bitcoin Smart ETF đi thì các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, đây là cái thống kê dòng tiền cho Bitcoin Spot ETF của những cái quỹ chúng ta có ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta bắt đầu từ ngày hôm qua đi, các bạn nhìn thấy được là ngày hôm qua ở Hoa Kỳ đã chúng ta cuối cùng vẫn có một ngày mà có dòng tiền tốt. 742 triệu đi vào những quỹ Bitcoin Spot ETF. Đương nhiên cái quỹ mà màu đỏ nghĩa là có số tiền rời khỏi đó không ai khác hơn đó chính là Grayscale GBDC Họ bán 374 triệu. Cho dù như vậy đây các bạn thấy được là chỉ riêng đeo thì thôi đã là 473.4 triệu rồi chỉ riêng một công ty Fidelity đã thu vào gần bằng con số mà được bán ra bởi Grayscale của bạn và hôm qua vẫn là một ngày mà có cái dòng tiền dương rất là tốt hôm nay ra sao các bạn hôm nay đây thì chúng ta vẫn chưa có thống kê cho nên các bạn nhìn thấy được có nhiều cái gạch như thế này tại vì chúng ta vẫn chưa có chi tiết và đương nhiên hai cái quỹ mà thâu vào nhiều nhất thường ngày đó chính là cái quỹ Fidelity và cái quỹ của BlackRock các bạn. Hôm nay chúng ta có cái dòng tiền rời khỏi Grayscale GBDC là 302.9 triệu và những quỹ khác đó thì cũng thâu vào giống như 8 triệu, 8 triệu, 8 triệu thì chúng ta thấy được thì bây giờ đang âm 277 triệu. Hãy xem coi là BlackRock và Fidelity sẽ thu vào bao nhiêu. Nhưng mà cái các bạn nên hiểu đó là cái dòng tiền nó rất là kinh khủng các bạn. Mỗi một ngày mà có dòng tiền dương là 500 triệu, 600 triệu, 300 triệu và thường cảm thấy được là nhiều bạn thì không có một cái tính kiên nhẫn tại vì nói là dòng tiền như vậy tại sao không thấy giá tăng các bạn có nghĩ đi giá đã tăng như thế nào rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là ngay cả à, chúng ta có cái sự giảm giá vào ngày à, 5 tháng 8 đó, thì trong vòng vài ngày sau đã đạt đỉnh mới ngày hôm nay nữa các bạn thì chứng tỏ là chúng ta đang có cái nhu cầu mua rất là lớn và các bạn nên hiểu là khi nói tới Bitcoin Smart ETF đó, thì cái dòng tiền các bạn nhìn thấy trên màn hình sẽ cần thời gian các bạn thường là khoảng chừng 2 ngày có nghĩa là giống như chúng ta nói tới là ngày hôm nay đi là ngày 8 tháng 3 tại Hoa Kỳ thì cái dòng tiền dương từ ngày 6 tháng 3 đó thì có thể là được dùng để mà thu mua tại vì họ có thời gian khoảng chừng 1 tới 2 ngày để mà thu mua chứ không phải là cần phải thu mua ngay lập tức ngay ngày hôm đó cho nên sẽ có một cái sự trì hoãn nhỏ các bạn và một điều nữa các bạn nên hiểu là sẽ được thu mua Bitcoin ở trên sàn OTC chứ không phải là sàn spot ngay lập tức chỉ khi nào mà không còn Bitcoin trên sàn OTC nữa thì mới đi thu mua trên sàn spot mà thôi và cái đó sẽ có cái hiệu ứng nhanh hơn khiến cho giá cả tăng trưởng khi mà cái nguồn cầu cũng như vậy mà nguồn cung đặc biệt tăng lên nhưng mà ngược lại các bạn cũng nên nghĩ là có rất là nhiều người trước đây đăng lý đâu họ bán trên sàn spot bây giờ họ bán trên sàn otc tại vì trước đây đó otc không có nhu cầu cao như vậy thì bây giờ đó họ không bán spot nữa mà họ bán trên sàn otc thì cho dù là cái dòng tiền không trực tiếp đi vào spot ngay lập tức chỉ cái dòng tiền dư ra mà thôi nhưng mà cũng giảm đi cái dòng tiền bán đến từ một số đơn vị điều này điều mà các bạn nên hiểu chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem còn là vài tiếng nữa đó khi mà có thống kê cuối cùng là bao nhiêu Thường sẽ chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội và chúng ta có thể hình dung dòng tiền là như thế nào các bạn trên màn hình chúng ta nhìn thấy được là lâu lâu mới có một ngày đỏ mà thôi chứ còn cái dòng tiền nó ngày nào cũng như vậy các bạn thu vào nếu tính ra BTC đó thì chúng ta nhìn thấy được là ngày 6 tháng 3 là 4.703 BTC cái đó là một ngày trước đó là 9.964 BTC Trước đó nữa là 8.707 BTC Thì các bạn nên hiểu là mỗi một ngày Nếu chúng ta tính hết cái số lượng Bitcoin được đào ra đó Cho dù là tất cả Bitcoin được đào ra Đem lên sàn OTC để mà bán đi không phải đâu các bạn Tại vì rất nhiều những cái công ty đào họ cũng tự lưu trữ Nhưng mà cho dù là như vậy đó Thì mỗi một ngày chỉ có 900 Bitcoin được đào ra mà thôi Và chúng ta đang tiến rất gần đến Bitcoin having tháng sau các bạn có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng được đào sẽ bị giảm đi phần nửa chỉ còn có 450 Bitcoin mà thôi và hôm nay lại là một ngày mà có cái volume giao dịch rất là kinh khủng chúng ta nhìn thấy được khi mà chúng ta nói tới có nhiều volume giao dịch á, thì các bạn hãy nhìn vào ở Hoa Kỳ ra trên sàn chứng khoán chúng ta có tới mấy ngàn ETF mà chúng ta nhìn thấy được là những quỹ Bitcoin Spot ETF đó hay là ETF liên quan tới Bitcoin Kiếm rất nhiều vị trí thấp các bạn. IBIT nghĩa là cái quỹ của BlackRock các bạn đang đứng vị trí ngày hôm nay đó là vị trí thứ năm chỉ đứng sau lưng về Semiconductor, Conductor, Russell 2000, Nasdaq, và S&P 500 Spider mà thôi. Đây là những cái quỹ mà đã có rất lâu và rất nhiều người giao dịch hàng ngày mà chúng ta thấy được là cái quỹ của BlackRock IBIT của Bitcoin đã, đứng hạng thứ năm rồi cho thấy được là cái volume nó kinh khủng như thế nào. Để các bạn thấy con số rõ ràng hơn đó thì BlackRock IBIT đã có cái volume là 3 tỷ 4 ngày hôm nay. Fidelity là 1 tỷ 6 và Grayscale là 1 tỷ 4 các bạn phải đeo đi đứng ngay cái hạng này các bạn chỉ đứng dưới S&P 500 Semi Sector Spider mà thôi và cái hình các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, nhìn giống như là một cái alien trong một cái phim kinh dị uh, liên quan đến khoa học giả tử các bạn nhưng mà thật sự đây là cái hình minh họa đến từ Argon uh, cho các bạn nhìn thấy được là những cái địa chỉ ví đó tới cuối cùng đó là bị hút vào bởi BlackRock các bạn Đây là cái đơn vị mà hút vào rất là nhiều tiền cho quỹ Bitcoin Smart ETF của họ Và chúng ta thấy được là trong thứ tư tuần này đó Thì vừa theo Argumentel đã có hơn 12.000 Bitcoin trong thứ tư tuần này thôi Đã được thu vào cái ví của BlackRock Con số rất là kinh khủng các bạn 12.000 Bitcoin là con số rất là cao Trong vòng chỉ một ngày mà thôi Và thêm vào đó đó họ chưa ngừng ở đây các bạn Thì vì BlackRock đã nộp đơn để có thể mua Bitcoin Smart ETF cho quỹ Global Allocation Fund của họ và họ đang chờ đợi để SEC duyệt và đây có nghĩa là họ có những cái quỹ đầu tư khác nhau bây giờ họ muốn đa dạng hóa một phần vào trong Bitcoin các bạn cái giai đoạn thứ ba đang từ từ hiện ra trước mặt chúng ta và đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên chúng ta cũng đã biết là cách đây vài ngày đó BlackRock cũng đã để đơn để có thể mua Bitcoin Spot ETF mà chính họ phát hành và cái quỹ Strategic Income Opportunity Fund của họ thì cái mà các bạn nên hiểu đây là đây là những cái quỹ đầu tư mà cũng là của BlackRock luôn bây giờ đó nếu như mà được duyệt là thì Black BlackRock sẽ có thể mua Bitcoin Smart ETF mà chính họ phát hành thì họ có thể là ăn cả hai đầu luôn các bạn nhưng mà nhiều bạn hỏi thường là SEC có từ chối hay không thì cũng không lý do gì đâu các bạn ngoại trừ là cái tiêu chí của quỹ không phù hợp để mà có Bitcoin Spot ETF mà thôi. Tại vì mỗi một cái quỹ đó thì các bạn khi mà được duyệt về SEC thì các bạn phải đưa ra cái cái hoạt động của quỹ này để cho những cái người đầu tư đó họ biết quỹ này là đầu tư ra sao để họ đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Giống như các bạn nói là đây là một cái quỹ mà chỉ chú tâm vào đầu tư công nghệ mà thôi hay là đây là một cái quỹ mà chỉ chú tâm vào đầu tư những cái công ty sản xuất mà thôi. Thì uh, trong đó các bạn chỉ có thể mua những cái cổ phiếu của những công ty mà trong ngành đó thôi hay là các bạn có một cái quỹ mà liên quan đến là có thể là có thu nhập thụ động thì các bạn có thể là có những cái giống như là trái phiếu trong đó thì ngoại trừ là hai cái quỹ này đã không có liên quan gì đến tăng trưởng dài hạn thì đó là một chuyện khác chứ nếu như hai cái quỹ này đã đều có cái mục là Mục tiêu của quỹ là có thể cho mọi người có sự tăng trưởng dài hạn Chứ không có liên quan gì đến là được trả lợi tức hàng tháng hay là hàng quý gì đó thì có thể được thông qua chúng ta sẽ xem coi khi nào mà SEC mới duyệt nhưng mà cái này nó thường là chỉ là thông báo thôi các bạn tại vì nếu như mà BlackRock nghĩ là không được duyệt thì họ cũng không lý do gì tốn thời gian để mà để đơn chỉnh sửa đâu và cái số lượng thu mua chỉ tính riêng BlackRock thôi để các bạn có thể hình dung được thêm các bạn nhìn thấy cái đường màu đỏ này đó là đại diện cho 900 bịch không được đào mỗi một ngày từ khi bắt đầu tới bây giờ đó cái số lượng thu vào của BlackRock đó, ngày nào cũng hơn cái đường màu đỏ này cho nên chúng ta mới thấy được là cái giá có sự tăng trưởng như vậy chúng ta đang chứng kiến cú sốc nguồn cung đang diễn ra các bạn không phải là chuẩn bị diễn ra mà là đang diễn ra ở thời điểm hiện tại cho nên chúng ta mới thấy được là giá BTC sau khi mà có Bitcoin Supply Thép vào ngày 11 tháng 1 tới bây giờ lại liên tục có hai đỉnh mới trong tuần này mà thôi các bạn và Blackrock thì hiện đang có một 183.345, Cái này là cách đây khoảng 2 ngày rồi, cái số lượng bây giờ có thể cao hơn thì họ đang đuổi theo Michael Strategy các bạn, Michael Strategy có 193.000 BTC nhưng mà với tốc độ này thì BlackRock sẽ nhanh chóng qua mặt Michael Strategy mà thôi. Cho dù là Michael Strategy ngày hôm nay có thu được về là 600 triệu đô la để mà mua Bitcoin đi nữa đó, thì BlackRock cũng sẽ qua mặt trong thời gian ngắn. Thông tin là như vậy các bạn, tại vì thật sự đó cho tới bây giờ cái sự thành công của Bitcoin Spot ETF đó thì không thể phủ nhận được các bạn. Đây là một trong những cái ETF cực kỳ thành công trong lịch sử của ETF ở Hoa Kỳ và ai đang thu mua những quỹ này thì công ty Bitwise các bạn đây là một công ty mà cũng có ETF riêng của họ thì họ nói là hầu như là tất cả mọi người các bạn chúng ta có những nhà đầu tư riêng lẻ chúng ta có những cái người tư vấn đầu tư chúng ta có những cái hedge fund chúng ta có những cái quỹ đầu tư chúng ta có những cái đơn vị quản lý tiền đầu tư hầu như ai cũng có mặt để mà thu mua Bitcoin spot ETF hết và chúng ta bây giờ ra thì vẫn đang chờ đợi những cái lớn hơn giống như chúng ta nói tới là những cái tư vấn đầu tư nhưng mà không phải là cho người dân các bạn mà những tư vấn đầu tư chuyện tổ chức thì chúng ta vẫn chưa thấy sự xuất hiện của họ những cái công ty lớn thì vẫn chưa có thu mua Bitcoin spot ETF hiện bây giờ giống như chúng ta nói tới là Tesla bây giờ họ muốn thu mua Bitcoin spot ETF thì vẫn chưa thấy điều đó xảy ra Tesla đó thì có Bitcoin các bạn nhưng mà ý tôi nói ở đây đó là chúng ta vẫn chưa thấy có nhiều công ty liên hệ trực tiếp với những cái tổ chức đầu tư như là Bitwise để mà thu mua Bitcoin Spot ETF bên số lượng lớn. Nói chung nên chúng ta thấy được là bitwise rất là bullish và Matt Hogan các bạn, đây là uh, co-founder của Bitwise thì nói là trên căn bản này chúng ta thấy là mỗi lần mà giá của BTC đạt đỉnh mới thì lại nhanh chóng bị đẩy xuống. Trên căn bản mỗi một lần như vậy đó thì cái số lượng người mà muốn bán nó sẽ giảm đi và giảm đi và nếu chúng ta cứ tiếp tục cái đà này thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ có một cái sự tăng trưởng mạnh mà thôi. Mọi người đang rất là bullish hiện tại nhưng mà chúng ta vẫn có một số những cái tin tức phết các bạn và có một số điều à, thường cũng muốn chia sẻ để các bạn có thể chuẩn bị tâm lý chúng ta nhìn thấy được là tin tức Fed đó, là đến từ JP Morgan các bạn JP Morgan à, hôm nay đã, đã đăng một cái bài và họ nói là cái sự tăng trưởng cực mạnh của Bitcoin sẽ khiến cho Fed chi hoãn giảm lãi suất các bạn các bạn có nghĩ đi không lẽ fed bây giờ ngồi nhìn cho bitcoin để ra quyết định chính sách tiền tệ hoa kỳ hay là sao cái đây là một cái cực kỳ vô lý các bạn nhưng mà chúng ta đã thấy được đây là cái sự chia sẻ đến từ jp morgan và hầu như đó họ cứ thay đổi quan điểm liên tục một điều khác nữa mà JP Morgan đã nói đó chính là cái dòng tiền vào những quỹ Bitcoin spot ETF đó có thể vượt qua 60 tỷ đô la trong 3 năm tới các bạn. Và đương nhiên Bloomberg đó Eric bautunus cũng đã không quên nhắc nhở là họ đã đưa ra những cái dự đoán giật dân như thế này khi mà mọi thứ đã an toàn rồi chỉ đơn giản là phóng đại tình hình hiện tại họ đã tỏ ra rất là bi quan khi mà Bitcoin ETF bắt đầu giao dịch nói là việc ra mắt đó không đạt kỳ vọng bây giờ thì lại hoàn toàn quay 180 độ các bạn nói chung thì liên quan đến JP Morgan chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều trên channel rồi các bạn chúng ta cần phải cẩn thận bất cứ như gì được chia sẻ bởi CEO Jamie Dimon hay là công ty JP Morgan nói chung và có một cái câu hỏi rất phổ biến gần đây đó với sự tham gia của BlackRock Michael Saylor và nhiều những người giàu khác đó đang ho độ số lượng lớn Bitcoin thì liệu Bitcoin có còn video tập trung nữa hay là không? Đây là câu hỏi mà Thần cũng thường hay thấy các bạn hỏi ở dưới những cái video thường đăng thì thường chia sẻ quan điểm của thuận vấn đề đang được bàn tới đó là liên quan đến việc là ai đang lưu trữ bitcoin và trên thực tế đó, nếu như các bạn lên trên những trang web như là charge thì từ những ngày đầu tiên chúng ta biết là cái số lượng lớn bitcoin đã được lưu trữ bởi một số lượng nhỏ người đó cũng như tất cả tài sản thôi các bạn bất cứ tài sản nào các bạn nghĩ đến đó, thì số lượng ít người lưu trữ rất nhiều những tài sản đó tuy nhiên về bản chất của bitcoin blockchain đó, thì nó vẫn là phi tập trung không ai trên thế giới này có thể đóng băng, tịch thu hay là ngăn cản giao dịch từ ví cá nhân của bạn. Nó không liên quan gì đến ai đang lưu trữ bitcoin. Bây giờ đó là các bạn có một triệu bitcoin, thuận chỉ có một bitcoin mà thôi, thì các bạn cũng không thể làm gì ảnh hưởng đến một bitcoin của thuận. Thuận di chuyển từ ví cá nhân, chứ mà cũng không thể ngăn cản được. Cho nên các bạn có lưu trữ bao nhiêu đi nữa đó, thì nó cũng không liên quan đến cái tính phi tập trung của mạng lưới bitcoin blockchain. Các bạn lưu trữ nhiều bitcoin thì đương nhiên các bạn có thể ảnh hưởng đến giá của bitcoin, nhưng mà không ảnh hưởng đến cái cách hoạt động của mạng lưới bitcoin không blockchain. Nói cách khác đó chính vì bitcoin quá phi tập trung nên người giàu muốn sở hữu loại tài sản này và có nhiều người nói là họ không thích việc những cái tổ chức đầu tư lớn hay những người giàu tham gia vào và mua bitcoin mong muốn là giữ bitcoin một cách thuần túy và không bị ảnh hưởng bởi những cá voi. Tuy nhiên, đã suy nghĩ này đối thuận đó thì lại trái ngược với bản chất phi tập trung của Bitcoin, một hệ thống mở mà cho phép bất kỳ ai có thể tham gia mà mà không cần sự cho phép của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, bao gồm cả BlackRock các bạn. BlackRock không cần phải xin phép bạn và bạn cũng không cần phải xin phép họ để mà mua Bitcoin. Đây là cái quan điểm của Thuận về cái câu hỏi là nhiều người bây giờ sở hữu nhiều Bitcoin thì có nên lo lắng hay là không? Và Crypto Khoan CEO đó thì đã chia sẻ lại thứ nhất là ở bên tay trái đó đây là cái biểu đồ của vàng ETF khi mà được thông qua vào năm 2004 các bạn vào tháng 11 của năm đó thì các bạn thấy được là sau khi mà được thông qua đương nhiên là có một thời gian chúng ta cũng có một sự điều chỉnh nhưng mà ngay sau đó khoảng chừng 10 ngày đó thì chúng ta thấy được là vàng đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều và nhiều người nói là đương nhiên tại vì ETF vàng đã khiến cho cái cánh cửa mở rộng ra nhiều người có thể tiếp cận được với vàng hơn nhưng mà ở bên tay phải đây chúng ta nhìn thấy được đây là biểu đồ của Bitcoin thì chúng ta cũng đã biết là Bitcoin Smart ETF được thông qua vào tháng 1 của năm nay thì có phải chúng ta cũng đang chứng kiến hiện tượng tương tự hay là không à, có nhiều bạn chỉ ra và tôi cũng thấy là thì cũng đúng đó chính là cái sự so sánh này đó nó là hai cái biểu đồ khác nhau tại vì ở bên tay trái đó là biểu đồ vàng tính theo đến tháng các bạn nhưng mà bên tay phải đó là biểu đồ bịch tính theo đến tuần à, nhưng mà nếu tính theo đến tháng đó, thì đương nhiên tôi chưa có đủ tài liệu để mà nói là hai cái nó có cái sự giống nhau nhưng mà cái lý thuyết cũng như vậy các bạn chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều rồi à, có nhiều bạn thì cũng cảm thấy bất ngờ không ngờ là Bitcoin Spot ETF có thể khiến cho giá tăng Tại vì chúng ta cũng đã từng nói đến vàng ETF trước đây rồi Cái nguyên tắc cũng như vậy ETF là một cái cánh cửa để mà chào đó nguồn tiền mà đã không có trước đây trong thị trường này Nhiều người đó họ sẽ không bao giờ mua Bitcoin các bạn Nhưng mà bây giờ có Bitcoin Spot ETF thì họ sẽ tham gia vào Tại vì họ tin tưởng BlackRock, họ tin tưởng thị trường chứng khoán và mua ETF nó đơn giản hơn Họ không muốn tạo ví, họ không muốn đăng ký trên sàn Coinbase hay gì hết Cho nên đây là một cái phương tiện đi dẫn dắt nguồn tiền vào. Đương nhiên nó có công dụng như là một cái kính phóng đại các bạn. Khi mà thị trường tốt đó thì nó sẽ phóng đại lên cái số tiền đi vào thị trường này và khi mà thị trường không tốt đó thì sẽ ngược lại tiền sẽ rời khỏi nhiều hơn. Nhưng mà đến cuối cùng đó, dài hạn thì các bạn thực là vẫn sẽ có cái số tiền ở lại trong thị trường này. Đó là điều thầy đã từng chia sẻ với các bạn trước đây. Cái số tiền đó không có trong thị trường trước đây cho nên dài hạn nó vẫn là điều rất là tốt cho thị trường. Nhưng mà chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ rất đặc biệt các bạn. Nói chung đó các bạn có hỏi ai đi nữa đó thì tất cả bây giờ cũng không thể nào mà chắc chắn được bước kế tiếp xin như thế nào tại vì chúng ta đang chứng kiến lịch sử mới đây là lần đầu tiên mà chúng ta có Bitcoin liên tục đạt đỉnh mới trước ngày ha vinh các bạn từ đây đến ha vẫn còn một thời gian trước đây đó thì ha vinh xong chúng ta phải đợi 8 tháng gì đó thì mới có cái định mới. Bây giờ thì không phải và thị trường bây giờ đã tuy rất là tốt, rất là mạnh nhưng mà lại rất là nóng hiện bây giờ. Chúng ta có một số những chỉ số tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng phải nghĩ đến là chúng ta đã đi sớm hơn dự định rất là nhiều rồi. À, đáng lý đâu là cái mức giá này chúng ta phải chờ đợi khoảng chừng là gần cuối năm nay mới thấy. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta đã có cái mức là 70.000 đô rất là nhanh chóng trước khi mà có Bitcoin Hai bình luôn. Chúng ta cũng thấy được là thở đạo đó cũng đang có lời rất là nhiều có lẽ là những thời đào đó họ cũng đã bán cái phần cần thiết từ vì họ cũng giống như chúng ta họ không biết được là giá sẽ ra sao nhưng mà khi mà có cơ hội đó họ sẽ bán một phần để có cái tiền để mà trang trải nhất là khi chúng ta sắp sửa đầu giải bịch coi haven thì thở đào đó cũng đang lời rất là nhiều các bạn cũng đừng quên điều đó và các bạn nhìn thấy được là thời đào cũng đã ngưng bán một thời gian sau khi họ bán nhiều đầu năm nay đó thì họ cũng đã ngưng bán hầu như là cả tháng 2 luôn các bạn nhưng mà gần đây đó vào ngày 29 tháng 2 và ngày 5 tháng 3 đó là hai nhà mà chúng ta đã thấy được là cái đường màu xanh này lại tăng lên trên cái đường màu đỏ chấm chấm này các bạn thì hiểu đơn giản đó chính là chúng ta thấy là tương đối là thợ đào đã bán cao hơn là cái mức trung bình 12 tháng qua và chúng ta cũng có thể nhìn thấy tuy là như vậy đó nhưng mà cũng chưa có gì là đáng lo lắng thì bây giờ so với lại chúng ta nhìn thấy tháng 1 đó thì thợ đào bán nhiều hơn và liên tục bán trong thời gian dài hơn Bây giờ chúng ta nhìn thấy là trong vòng khoảng chừng là từ ngày 29 tháng 2 tới bây giờ chỉ có 2 ngày là chúng ta có hiện tượng đó mà thôi. Nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là thợ đạo bây giờ cũng đang có lời rất là nhiều. Kế đó nữa đó chúng ta cũng biết là những nhà đầu tư cũng đang có lời rất là nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm có lời trên Plasno bây giờ đã, đã trở lại cái mức là 99% các bạn. Chúng ta đã nằm trong cái vùng màu đỏ này ra từ khi Bitcoin mức là 57.000 đô rồi các bạn. Từ 57.000 đô tới bây giờ ngày ngày 27 tháng 2 chúng ta liên tục nằm trong vùng màu đỏ này khi nào thì người ta mới chút lời nhiều thì không biết đâu các bạn nhưng mà ngày đó sẽ đến cho nên các bạn cũng cần phải có cái sự chuẩn bị tâm lý tại vì các bạn có nghĩ đi cái mức giá bây giờ đó đã là 68.000 đô thì chỉ khi nào các bạn mua trên 68.000 đô mà thôi nghĩa là các bạn chỉ mới mua trong vòng mấy ngày qua thôi thì các bạn mới chưa có lời chứ còn phần lớn mọi người bây giờ đang có lời hiện tại nhưng một lần nữa khi nào chút lời thì không ai biết được các bạn chỉ có thể là có cái sự chuẩn bị tâm lý mà thôi Thuận chia sẻ rất là nhiều những cái uh, tin tức bolus hầu như là cả video cho nên Thuận cũng muốn nhắc nhở các bạn để các bạn có thể hiểu được tình hình chung hiện bây giờ ra sao đối với nhiều bạn đó thì uh, các bạn cũng có cái chiến lược của mình rồi một là các bạn tiếp tục trung bình giá hay là các bạn đang có chiến lược chốt lời hay là ho đồ để có thể thấy cái mức giá cao hơn và đương nhiên giá có thể cao hơn bây giờ rất là nhiều các bạn và thông tin là như vậy cho nên Thuận mới đầu tư Bitcoin bao nhiêu năm qua nhưng mà trong cái con đường đi lên thì chúng ta cũng sẽ không có thiếu những cái đợt điều chỉnh đâu. Đó là điều các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý. Và chúng ta cũng còn một vài thông tin khác cũng rất là thú vị các bạn. Chúng ta cũng biết là có một cuộc phỏng vấn trên đài Bloomberg với lại không ai khác hơn. Đó chính là người bạn của thị trường này các bạn là Gary Gensler. Thì người dẫn chương trình của Bloomberg đã hỏi trực tiếp chủ tịch Gary Gensler của SEC. Khi mà chúng ta đang chứng kiến có rất nhiều đơn đăng ký Ethereum Spot ETF đang chờ được duyệt hiện bây giờ thì liệu ông có thể cho chúng ta biết là Ethereum có phải chứng khoán hay là không? Thì nghe cái câu hỏi đơn giản như vậy đó, Gail Gansel trả lời như thế nào các bạn? Gail Gansel nói là như cô đã biết, tất cả tùy theo từng trường hợp và các chi tiết. Sau đó đó thì chuyển qua cái chủ đề khác. Cho đến ngày hôm nay, Gail Gansel và cả SEC chưa bao giờ dám khẳng định Ethereum chứng khoán. Và thậm chí trên tất cả những cái đơn kiện những sàn đó thì chưa có một đơn kiện nào liêu tên y tờ để chứng khoán hết các bạn và trước quốc hội thì cũng đã có những nghị sĩ đã hỏi trực tiếp giao cho nhưng mà ông cũng chánh không trả lời y có phải là chứng khoán hay là không Trước báo chí cũng như vậy chứ dân công ty cũng như vậy có vẻ như là gary rất muốn nói tôi nghĩ y là chứng khoán nhưng mà ông lại sợ một ai đó hay là một thế lực nào đó sự thật đó là ông nghĩ gì cũng không quan trọng đâu các bạn vì nếu như mà ông nói y tờ là chứng khoán đó thì ông lại phải chuẩn bị đi hầu tòa và quan toàn nghĩ gì cái đó mới là quan trọng và các bạn thấy được là ngay cả đồng như là XRP thì quan toàn vẫn nói là không phải để chứng khoán thì các bạn nghĩ là khả năng y tờ để chứng khoán cao bao nhiêu và nói tới Ethereum thì chúng ta biết là trong tháng này chúng ta sẽ sắp sửa có một cập nhật lớn đó chính là cập nhật Dan Kuhn cool sẽ xảy ra vào tuần sau nhưng mà về Ethereum Spot ETF thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là một cái nhận định đến từ Air mà thôi và nhiều bạn cũng đã có thể cảm nhận được là có cái sự khác biệt rất rõ ràng chúng ta thấy là từ bây giờ cho đến cái ngày hết hạn nghĩa là cái hạn chót để ra quyết định liên quan tới e etf đó thì không còn lâu nữa các bạn còn khoảng chừng là hai tháng mà thôi mà nó thực sự rất là im lặng hiện tại các bạn thấy được là đối với lại quỹ bitcoin <laughs> smart etf đó thì khoảng chừng là ba bốn tháng trước khi mà đến cái ngày hết hạn thì rất là xôn xao các bạn có nhiều cuộc họp rồi sau đó có nhiều cái sự đòi hỏi đến từ sec rồi những cái văn bản để chỉnh sửa liên tục Bây giờ đó thì chúng ta thấy được là đúng là SEC đó cũng có vài cuộc họp Như là cuộc họp đã xảy ra vào ngày hôm qua với lại Coinbase các bạn bạn, liên quan tới cơ quỹ Ethereum trust nhưng mà ngoài điều đó ra đó, thì rất là im lặng mà đây cũng không hẳn là điều tốt đâu. Và những câu hỏi đợt này thì lại khác các bạn, các bạn hãy nhớ là những câu hỏi của SEC liên quan tới Bitcoin Spot ETF đó là chủ yếu liên quan đến cái cách vận hành như thế nào và tiền bạc sẽ di chuyển ra sao ai sẽ là người phụ trách mua bitcoin nó giống như là những cái câu hỏi là một ai đó đó thực sự là muốn biết cái quỹ nó hoạt động như thế nào nhưng mà ngược lại những câu hỏi liên quan tới ether spot etf bây giờ đó thì lại liên quan đến việc là cái giá ở trên thị trường futures bây giờ giống như là chúng ta biết bây giờ cũng đang có ethereum futures etf nhưng mà cái mức giá đó nó có quan hệ mật thiết với lại cái giá Ether hay là không thì đương nhiên Ether đó tuy là cái đồng lớn thứ nhì nhưng mà cái volume nó cũng thấp hơn là Bitcoin các bạn Bitcoin vốn hóa lớn hơn rất là nhiều tính thanh khoản cũng cao hơn và sự quan tâm cũng nhiều hơn tuy đã có Ether Futures ETF nhưng mà các bạn thấy được là cái sự quan tâm nó không có bằng Bitcoin Futures ETF trước đây cái đó là điều mà chúng ta cũng đã biết rồi nhưng mà bây giờ ra thì tất cả câu hỏi đều dồn về cái đó có khả năng cao đó là SEC đang muốn biết là nếu như mà chúng tôi cho thông qua Ethereum Spot ETF thì cái giá đó nó có theo sát cái giá của Ether Spot hay là không giống như là Bitcoin trong khi mà cái giá của futures bây giờ đó thì không hẳn là theo sát đâu thì nếu như mà SEC muốn từ chối thì đây là một trong những lý do họ có thể sử dụng chúng ta vẫn còn một thời gian thì có thể là mọi thứ sẽ sôi động hơn nhưng mà ngay bây giờ đó thì chúng ta thấy được à, có một cái sự khác biệt và Bloomberg thì chỉ nói chúng ta có khả năng được thông qua là 60% mà thôi các bạn không phải là cao như là chúng ta nói tới Bitcoin Bitcoin trước đây là bắt đầu từ 70% và nhanh chóng tăng lên 90% bây giờ đó Ether chỉ có 60% là được thông qua mà thôi và đương nhiên có một điều rất là khác biệt nữa là Ethereum thì không có cái vụ kiện của cool Grayscale các bạn lý do tại sao chúng ta thấy là mọi người tự tin hơn khi mà có những cái đơn Bitcoin Smart ETF năm ngoái tại vì Grayscale uh, đã kiện SEC ra tòa và họ đã chiến thắng Ether thì vẫn chưa có vụ kiện đó thì có khả năng là nếu như mà SEC từ chối cái đợt này thì Grayscale lại sẽ phải kiện SEC ra tòa và nếu như mà Grayscale thắng đó, thì một lần nữa chúng ta thấy là một đợt đơn mới sẽ được nộp vào và có khả năng chúng ta phải chờ đến là qua năm sau mới có Ether ETF đó là cái trường hợp xấu các bạn có khả năng là sau khi mà những câu hỏi này được trả lời thì sec có thể là cho thông qua khi nào mà có thêm thông tin thuận như chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Solana Thì chúng ta đã biết là có một số lượng lớn Solana được lưu trữ bởi sàn FTX Và cũng khiến cho nhiều người lo lắng Nhưng mà thật ra cái số lượng đó nó phần lớn đã bị lóc lại một thời gian dài Chúng ta đã từng nói đến cái thông tin này cách đây vài tháng rồi các bạn Và cái quỹ Panther Capital đó họ nói là họ đang đàm phán để mua lại cái số lượng token này từ FTX Và họ có cơ hội mua tới con số là 250 triệu đô la token SOL Với cái mức giảm 39% so với cái giá trung bình thị trường trong 30 ngày qua có nghĩa là mức là khoảng 60 đô la thôi các bạn các token này đã sẽ tiếp tục bị khóa lại 4 năm thì nhiều bạn sẽ thắc mắc hỏi là tại sao mà FTX muốn bán Solana cái mức là dưới giá thị trường 39% tại sao họ lại không lên thị trường để mà bán thì lý do cũng đơn giản thôi tại vì cái số token này là đang bị lóc lại họ không di chuyển được các bạn và đó là lý do tại sao mà họ phải tìm kiếm những cái tổ chức đầu tư để mà mua số lượng lớn và số lượng này sẽ tiếp tục bị khóa lại cho nên nếu như mà muốn bán thì phải bán với cái giá dưới cái giá thị trường tại vì 4 năm sau đâu ai biết chuyện gì xảy ra đâu và khi mà bán đó thì làm sao để giàu tôi nghĩ là cũng đơn giản thôi khi mà bán đó họ sẽ chuyển nhượng khoa cá nhân cho người mua và chúng ta cũng có một cái tin tức đến từ Arkham Intel, các bạn và Arkham Intel đó đã tìm kiếm được địa chỉ ví của công ty Tesla và SpaceX và họ nói đó là họ đã kiếm được tổng cộng là Tesla đã đang giữ là khoảng 11.000 510 BTC đáng giá đó ngày hôm nay đó là khoảng uh, tổng cộng để thường xem coi là 788 triệu đô la và họ nói là công ty SpaceX đó, là lưu trữ khoảng chừng là 8285 BTC có nghĩa là khoảng 567 triệu đô la thì uh, chúng ta đều biết là công ty Tesla trước đây họ lưu trữ nhiều Bitcoin họ bán khoảng chừng 75% nhưng mà cái con số còn lại đó được thống kê bởi Arkham Intel đó thì lại nhiều hơn con số chúng ta biết trước đây chúng ta thì biết đó là những cái thống kê cho thấy được Tesla lưu trữ chỉ khoảng chừng là 9.720 Bitcoin mà thôi đáng giá là khoảng chừng hơn 600 triệu nhưng mà chúng ta nhìn thấy được thống kê bởi Argumentel là hơn 11.000 Bitcoin thì rất nhiều người đặt câu hỏi một là thống kê của Argumentel đã sai còn hai đó là Tesla đã thu mua Bitcoin gần đây nhưng mà họ lại không có thông báo tại vì họ cũng không cần thông báo bây giờ các bạn thường chúng ta phải đợi tới báo cáo quý 1 Nghĩa là qua khoảng chừng là tháng 4 tháng 5 chúng ta mới biết cái thông tin chính thức thì không biết là bên nào đúng các bạn chúng ta phải chờ đến đó nhưng mà nếu như mà Tesla thu một việc trở lại thì đó là tin tức lớn và công ty khác của Elon Musk là SpaceX thì công ty này không phải là công ty trên sàn chứng khoán cho nên cũng sẽ không có những cái chi tiết các bạn nhưng mà chúng ta đã có một tin đồn trước đây khoảng chừng một năm nói là SpaceX đã bán hết số lượng Bitcoin rồi nhưng mà chúng ta nhìn thấy là bây giờ đó thì Arkham nói là vẫn còn một số lượng Bitcoin khá là đáng kể cho công ty SpaceX chứ không phải là đã bán hết như là tin đồn và các bạn đã nhớ là cái tay vài tháng Elon Musk cũng đã đứng chính là Tesla và SpaceX vẫn đang lưu trữ Bitcoin hiện tại và bản thân của Elon Musk thì vẫn lưu trữ Bitcoin và Dogecoin và nhiều bạn nói là tại sao mà Arkham Intel lại nhiều chuyện như vậy luôn đi tìm kiếm địa chỉ ví của những cái công ty hay là những cái người khác thì cũng đơn giản thôi các bạn, tại vì họ là cái dự án Mac to earn mà bất cứ ai muốn kiếm cái gì đó ở trên OnChain thì có thể là ra giá thì uh, nền tảng này sẽ có người để mà đi tìm kiếm thông tin và cái tin tức cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta bắt đầu một cái cuối tuần vui vẻ đó chính là tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã gặp gỡ đại sứ của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tôi sẽ không đọc cái tên các bạn, cái tên rất là dài và đại sứ đặc mệnh toàn cầu, quyền phụ trách của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất không biết họ nói gì các bạn <laughs> các bạn nghĩ phần lớn mọi người đến El Salvador để mà hỏi gì và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, alix và một số những dịch vụ khác là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận. Sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.